hãy cùng chào đón võ sĩ ở góc đài màu đỏ, Trần Minh Nhật. Thưa tất cả quý vị và các bạn, có một điều thú vị ở cặp đấu đang chuẩn bị diễn ra là cả hai võ sĩ của chúng ta ở mùa giải MMA Online Championship 2022, họ đều có thứ hạng rất cao ở hạng cân họ đang thi đấu. Ví dụ như Trần Minh Nhật đang là hạng thứ 7 ở hạng 65kg và sau đó đã ép cân để thi đấu ở hạng 60kg. Và ngày hôm nay anh sẽ thượng đài ở hạng cân 60kg dành cho nam. Trần Minh Nhật là võ sinh năm 1989 với chiều cao 1m75 và sải tay là 175cm. Võ sĩ thứ ba của võ đường Liên Phòng sẽ chuẩn bị thượng đài. Cùng chào đón Trần Minh Nhật. Bây giờ hãy cùng gặp gỡ với đối thủ của võ sĩ ở góc đài màu đỏ, người ở góc đài màu xanh đến từ Dragon MMA thành phố Hồ Chí Minh, và đó là Nguyễn Trung Hải. Hàm răng rất trắng và một nụ cười rất tươi. Nguyễn Trung Hải đang di chuyển về phía khu vực để chuẩn bị thượng đài. Anh sinh năm 2003 với chiều cao 1m70 và sải tay 170cm. Như đã nói, hôm nay chúng ta sẽ có một phần thượng đài của hai võ sĩ ở hạng cân 60kg dành cho nam. Nhưng họ đều là những võ sĩ đã có những thứ hạng rất tuyệt vời ở mùa giải MMA Online Championship 2022. Với Nguyễn Trung Hải, anh đang đứng ở vị trí thứ 5, hạng 70kg, và sau đó đã ép cân để ngày hôm nay, năm nay anh sẽ đến với hạng thi đấu 60kg. Dành một tràng pháo tay để cùng chào đón Nguyễn Trung Hải. Những nụ cười thật tươi, những cái bắt tay của hai võ sĩ để biểu hiện tinh thần thượng võ. Cả hai võ sĩ họ đều đã có những thứ hạng rất tốt ở hạng cân của mình năm ngoái. Nhưng năm nay họ đập đi xây lại để viết nên những trang lịch sử mới. Và bây giờ xin được giới thiệu trọng tài đài điều khiển trận đấu này, trọng tài Hoàng Mạnh Tùng. Hai võ sĩ chú ý thi đấu đúng luật, nghe lệnh của trọng tài. Cảm ơn. Cuộc đối đầu giữa hai võ sĩ chuyển hạng. Trần Minh Nhật chuyển từ hạng 65kg thi đấu ở góc đài đỏ, và Nguyễn Trung Hải, người đã cắt 10 cân để xuống hạng 60kg, sẽ thi đấu ở góc đài xanh. Một cuộc so tài với khoảng cách độ tuổi là 14. Một đại diện tới từ võ đường Liên Phong, đại diện thứ 3 của Liên Phong trong ngày hôm nay. Và một võ sĩ có thực xem là võ sĩ chủ nhà, Nguyễn Trung Hải.
Và trận đấu đã mở ra với một cú đấm phải chính xác của Minh Nhật. Và ngay lập tức Minh Nhật sử dụng kỹ thuật thách đào sở trường của mình, thứ đã giúp anh gây ấn tượng ở vòng loại miền Nam năm 2022. Và thưa quý vị, sau cú đấm đầu tiên của Minh Nhật thì máu đã rơi trên khuôn mặt của Trung Hải. Quả đấm quá chất lượng đến từ võ sĩ của võ đường Liên Phòng. Bây giờ Trung Hải đang có được thế Galotin, tuy nhiên áp lực để tạo ra tình huống submission là chưa nhiều. Nhưng thứ tôi quan tâm chính là vết cắt ở trên mặt của Trung Hải. Độ nghiêm trọng của vết cắt đó là như thế nào? Liệu trọng tài có phải dừng trận đấu hay không? Đây là trận đấu giữa hai võ đường có số lượng cổ động viên đang có mặt tại nhà thi đấu Rạch Miễu là đông nhất. Vì thế không có gì bất ngờ khi bầu không khí ở nhà thi đấu Rạch Miễu sẽ là rất sôi động. Tuy nhiên lợi thế đến từ quá sớm cho Minh Nhật, võ sĩ từ võ đường Liên Phong, có vẻ như đang khiến trận đấu trôi đi theo một chiều hướng khác, ít căng thẳng hơn so với những gì mà người ta kỳ vọng. Cho tới này thì sức chịu đựng của Trung Hải vẫn còn rất tốt khi anh đang cố gắng gỡ cái tay trái của Trần Minh Nhật ra. Vấn đề là ở góc độ sát lồng như thế này thì không gian chuyển động của Trung Hải là rất hạn chế. Bây giờ là người ta tới từ Minh Nhật. Trần Minh Nhật là một trong những võ sĩ có thể nói là kỳ cựu được biên phòng, thì anh là một trong những huấn luyện viên việc là kỹ năng thách đào, timing thách đào của Trần Minh Nhật là cũng sẽ tốt. Trong khi đó thì Trung Hải sẽ mới tiếp cận với MMA chưa lâu. Chúng ta có thể thấy sự chênh lệch ngay từ những phút đầu tiên. Cả hai vẫn đang ôm ghì nhau ở trên mặt sàn và chưa có thêm một tình huống xử lý, chưa có thêm một miếng đánh nào thực sự hiệu quả. Trung Hải đang cố gắng để thực hiện Kimura, đòn bẻ tay Kimura. Tuy nhiên góc độ để di chuyển là rất khó, khi mà áp lực từ trên vẫn đang được Trần Minh Nhật đè xuống. Kimura liệu có thành công hay không? Rất khó khi mà Minh Nhật đã bắt đầu gỡ được tay ra rồi. Bây giờ là cuộc chiến của sức bền, cơ bắp. Ai là kẻ bền bỉ hơn, dẻo dai hơn? Lúc này thì Trung Hải vẫn đang cố gắng để kẹp đối thủ và giữ khoảng cách tốt, đang thực hiện một đòn bẻ. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất cho Trung Hải ở thời điểm này. Tuy nhiên anh cần đẩy được cái chân phải của mình ra lên hông của Minh Nhật để có không gian, từ đó có thể bẻ được cái tay của đối phương ra sau. Với áp lực này thì chỉ dịch một vài centimet thôi cũng đã là rất khó rồi. Vừa lo giữ đôi tay của đối phương, cái tay trái của đối phương, vừa phải lo phòng thủ tình huống grand pound. Và bây giờ thì Trung Hải đã phải buông ra rồi. Nhưng anh đã vào lại được hấp gắt. Và như vậy là tình huống xử lý trên sàn đã trôi qua. Hiệp đấu đầu tiên còn 1 phút nữa. Tôi đã có thể thấy cái tay phải của Nguyễn Trung Hải đang phần bị mỏi rồi, sau tình huống nỗ lực bẻ vào rồi. Nỗ lực đẩy đối phương vào thành lồng. Mà theo tôi, đây là cách để Trung Hải có thể lấy lại được thể lực sau khi đã bị đối phương đè trong suốt hơn 2 phút vừa qua. Chính xác hơn là hơn 3 phút. Hiệp đấu thứ nhất nếu khép lại mà không có chiến thắng knockout hoặc knockout kỹ thuật cho bất cứ một võ sĩ nào, đặc biệt cho Minh Nhật, thì đó có thể coi là thành công cho Trung Hải. Đây là một hiệp đấu khó khăn cho võ sĩ của Dragon MMA. Một đòn trỏ rất đẹp mắt ở cự ly áp sát của Minh Nhật và bây giờ là slam. Một đòn slam chắc chắn sẽ khiến Trung Hải phải tốn rất nhiều thể lực. Thực sự thì lúc này võ sĩ tới từ võ đường Liên Phong đã thể hiện được kinh nghiệm vượt trội của mình.
anh kiểm soát cự ly và góc độ ra đòn rất tốt. Ngay lập tức thì võ sĩ của Dragon MMA Trung Hải đã nhận được sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Anh đã phải chịu một vết rách ở mắt ngay sau cú ra đòn đầu tiên ở những giây thi đấu đầu tiên từ đối thủ Minh Nhật. Tôi vẫn còn nhớ trận đấu của Trần Minh Nhật ở tứ kết Lion Championship 2022 hạng cân 65kg. Dù không thể đánh thắng được Vũ Lê Văn, nhưng Trần Minh Nhật đã có một tình huống spinning backfist khiến tất cả nhà thi đấu rạch não bất ngờ khi knock down được Vũ Lê Văn. Và đối với võ sĩ có cảm giác đòn nhạy bén như vậy thì đối thủ còn non kinh nghiệm như Nguyễn Trung Hải sẽ phải vô cùng cẩn trọng. Dẫu sao thì với những gì đã diễn ra, hiệp 1 rõ ràng là hiệp đấu của Trần Minh Nhật, võ sĩ đến từ võ đường Liên Phong, người thi đấu ở góc đài đỏ trong buổi sức ngày hôm nay. Bây giờ sau quãng nghỉ giữa hai hiệp, sau khi đã được chăm sóc y tế, chúng ta chờ đợi Trung Hải sẽ có thể thể hiện tốt hơn ở hiệp đấu thứ hai này. Tuy nhiên ngay lập tức anh đã dính một đòn đạp cao đến từ Minh Nhật. Như tôi đã nói thì cảm giác đòn của Minh Nhật là rất tốt. Anh có thể ra đòn từ mọi góc độ. Và bây giờ thì Trung Hải đã đè, thực hiện một tình huống submission. Tuy nhiên lại là một sai lầm khi cố gắng bắt lưng. Bây giờ thì anh phải nỗ lực giữ được cái chân trái của Minh Nhật. Xin quý vị và các bạn là cái chân phải của Minh Nhật. Mình liệu rằng đối với một võ sĩ có dù jitsu tốt như Minh Nhật thì Trung Hải có thể tạo ra bất ngờ không? Chúng ta đã thấy ngay lập tức Minh Nhật đã đứng lên. Đang có một tình huống lấy lưng của Trung Hải đối với Minh Nhật nhưng có vẻ cũng không để giải quyết vấn đề gì nhiều. Tay của võ sĩ ở góc đài xanh đang ôm ghi lấy phùng bụng của Minh Nhật. Cũng không có một thế đòn gì đáng kể có thể tung ra được trong tình huống này. Những tình huống lên gối tốt lại đang đến từ phía võ sĩ giáp đỏ. Trung Hải cố gắng đẩy đối phương vào thành lồng nhưng việc liên tục bị đối phương giữ overhook khiến anh rất khó có thể tạo được áp lực. Và đặc biệt là những khoảng không như vừa rồi, những cơ hội tốt để cho những đòn gối của Trần Minh Nhật. Nguyễn Trung Hải là một võ sĩ có thể lực tương đối tốt khi anh đã từng đánh đủ 3 hiệp với Nguyễn Văn Camille ở mùa giải trước. Tuy nhiên, phải nói rằng việc cắt xuống tới 10kg chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thể lực và cả tốc độ lẫn thói quen thi đấu của võ sĩ sinh năm 2003. Trọng tài Mạnh Tùng vừa tách hai võ sĩ và chúng ta bắt đầu lại với một cú rờ ve rất chính xác của Minh Nhật. Và đó là một cú gối bay, may cho Trung Hải là anh không dính đòn ở thú vừa rồi. Thực sự rất may mắn cho Nguyễn Trung Hải khi mà cú rờ ve vừa rồi không thực sự trúng đích. Và quyết định bẻ chân. Hai người cùng bẻ chân nhau. Rất hồi hộp, cả hai đều đang ở trong tư thế khóa và đang cố gắng bẻ cổ chân của đối thủ. Để thực hiện một đòn straight ankle lock thì sự là không dễ dàng cho Trần Minh Nhật khi mà chính cái chân tạo đà của anh cũng bị Trung Hải nắm lấy. Một tình huống rất hồi hộp. Lại là submission, sắp đấu submission. Ai sẽ là người bỏ cuộc trước? Cơ bắp của ai sẽ là người mệt trước đây? Tuy nhiên trong tư thế này thì có thể thấy là đòn khóa và bẻ của Minh Nhật có vẻ như đang là yếu thế hơn so với Trung Hải. Trung Hải đang có được cái khớp gối của đối thủ. Nếu như Trung Hải có thể khiến cho đối thủ... Bây giờ thì Minh Nhật là người nắm chân nhưng không thể thành công. Rất khó. Phải nói là rất kinh nghiệm. Một đòn đá kích.
Một đòn áp kích, lại là áp kích. Trọng tài cần dừng trận đấu khi mà cú đá đã trúng đầu. Một cú đá trúng đầu ở tư thế nằm. Máu đang chảy rất nhiều trên khuôn mặt của Trung Hải và trọng tài Mạnh Tùng đã phải dừng trận đấu để võ sĩ ở góc đài xanh được chăm sóc y tế. Đây thực sự là một lỗi của trọng tài Hoàng Mạnh Tùng khi anh không dừng trận đấu khi mà Trần Minh Nhật tung hàng loạt cú đá vào đầu của Trung Hải khi cả hai đang ở trong tư thế nằm. Đáng lẽ chúng ta nên có một tình huống can thiệp sớm hơn. Thời gian dừng lại ở 3 phút 44 giây. Chúng ta cùng theo dõi. Các bác sĩ sẽ xử lý các vết thương của Trung Hải như thế nào. Có thể nói là cho đến thời điểm này của buổi tối ngày hôm nay thì cả 3 võ sĩ của võ đường Liên Phong đều đã chơi quá xuất sắc trước những đối thủ của họ. Và theo quan điểm cá nhân của tôi thì với việc chúng nhiều đòn như thế này, khả năng không nhỏ là Trung Hải sẽ phải dừng thi đấu thôi. Theo quan điểm của tôi là như vậy. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Tôi tin rằng trọng tài Hoàng Mạnh Tùng cần tập trung hơn sau tình huống vừa rồi. Các đòn đá trúng đầu đối phương ở tư thế nằm sẽ tạo ra một lực chấn động lớn hơn rất nhiều. Ở thi đấu Lion Championship 2023 với các võ sĩ hạng A đã cho phép những đòn bảy chân, bảy hàm và vặn cột sống. Tuy nhiên, những đòn cấm chung thì vẫn là những đòn tấn công bằng chân và vùng đầu đối thủ đang ở trong tư thế 3 điểm chạm hoặc tư thế nằm. Chúng ta đang cùng chờ đợi sự trở lại của Nguyễn Trung Hải. Như vậy là sau khi được chăm sóc y tế thì bây giờ Trung Hải đã có thể trở lại. Hiệp đấu này còn 1 phút 16 giây nữa nhưng thực sự là những khó khăn đang ở phía trước. Trung Hải đang nhận được sự cổ vũ rất lớn từ các bạn bè, từ những người đồng đội của anh ở Dragon MMA. Và cả Trần Minh Nhật nữa với một hành động rất fair play. Bây giờ trận đấu sẽ tiếp tục. Nỗ lực double leg không thành công của Trung Hải. Chuyển qua single leg. Có thể thấy Trung Hải rất khỏe, tuy nhiên lúc này thì Trần Minh Nhật vẫn đang trụ được trước nỗ lực kéo ngã của anh. Bây giờ là Grand Pound. Đó là một series những đòn đấm tiếp theo hướng về vùng mặt của Trung Hải và trọng tài Mạnh Tùng đã can thiệp. Trận đấu dừng lại hoàn toàn hợp lý theo điểm của chúng tôi. 4 phút 29 giây. Thực sự đây là một trận đấu tôi tin rằng sẽ rất cảm xúc với cả hai khi Trần Minh Nhật dường như cũng không hài lòng với những hành động ra đòn phạm luật của mình. Và Nguyễn Trung Hải chắc chắn anh cũng rất tiếc. Cả 3 võ sĩ của võ đường Liên Phong cho đến thời điểm này đều giành chiến thắng. Và thậm chí ấn tượng hơn đó đều là những chiến thắng knockout hoặc knockout kỹ thuật. Có thể nói là việc tập luyện ở võ đường Liên Phong, việc được sparring với những người thầy lớn rõ ràng đã mang đến rất nhiều tiến bộ cho các võ sinh ở võ đường này. Và chúng ta có thể thấy được tình huống mà Trần Minh Nhật đã kết thúc Nguyễn Trung Hải. Bây giờ là gia đình của võ sĩ từ võ đường Liên Phong. Và anh Hoàng Long ạ, đây chính là chiến thắng đầu tiên của Trần Minh Nhật tại Lion Championship. Mặc dù anh đã thể hiện rất tốt ở trong các trận đấu ở mùa giải trước, tuy nhiên may mắn vẫn chưa đến với anh. Chúng ta có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc trên đôi mắt của Trần Minh Nhật